Gaza nhận số hàng viện trợ lớn nhất tới nay. Xung đột Israel-Hamas đã làm hơn 9.400 người không qua khỏi. Ngày 29 tháng 10, hơn 30 xe tải đã vào giải Gaza cho hoạt động chở hàng viện trợ tới vùng chiến sự này. Trong khi đó, Israel tuyên bố chiến dịch tiêu diệt Hamas bước vào giai đoạn thứ hai với các cuộc tấn công trên bộ mở rộng vào giải Gaza, có thể khiến số thương vong nhiều lên. Hãng tin AP của Mỹ ngày 30 tháng 10 dẫn lời người phát ngôn của cửa khẩu Rafah, ông Rael Abou Amra, cho biết vào hôm 29 tháng 10 ba ba xe tải chở nước, thực phẩm và thuốc men đã tiến vào Gaza qua cửa khẩu Rafah. Đây là cửa khẩu nằm ở khu vực biên giới giữa giải Gaza, lãnh thổ của người Palestine và sa mạc Sinai của Ai Cập. Cũng là cửa khẩu duy nhất không bị quân đội Israel kiểm soát. Ngoài tầm quan trọng về mặt địa lý, cửa khẩu Rafah còn có ý nghĩa quyết định vì nó mang lại cho cư dân giải Gaza khả năng tiếp cận bên ngoài lãnh thổ. Điều này là rất quan trọng cho bối cảnh xung đột Israel Hamas leo thang và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan đã ra lệnh phong tỏa hoàn toàn giải Gaza từ chiều 9 tháng 10. Theo ông Joab Galan, lệnh phong tỏa đối với giải Gaza sẽ mang tính toàn diện và khu vực này sẽ bị cắt hoàn toàn các nguồn cung cấp điện, nước cũng như nhiên liệu. Những chuyến hàng viện trợ đầu tiên đến Gaza được thực hiện vào ngày 21 tháng 10 cũng qua cửa khẩu Rafah do Ai Cập kiểm soát. Theo NBC News ngày 30 tháng 10 dẫn thông báo của tổ chức chữ thập đỏ Palestine cho biết, tới nay tổ chức này đã nhận được 118 xe chở lương thực và thuốc men, nhưng xe chở nhiên liệu vẫn chưa được phép vào Gaza. Trong một diễn biến liên quan tới xung đột Israel-Hamas, Hãng tin AP dẫn số liệu của cơ quan y tế ở Gaza do Hamas kiểm soát cho biết khi chiến sự bước sang ngày thứ 24, số người Palestine không qua khỏi đã vượt quá 8.000 người. Chủ yếu là phụ nữ và trẻ vị thành niên, xung đột cũng khiến ít nhất 21.400 người ở giải Gaza bị thương. Đây là con số chưa từng có trong nhiều thập kỷ xung đột bạo lực giữa Israel và Palestine. Về phía Israel, nước này có 1.400 người đã không qua khỏi, trong đó phần lớn là dân thường. Đây cũng là một con số chưa từng có. Tuy nhiên, các con số thương vong nêu trên có thể sẽ chưa dừng lại. Theo Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 28 tháng 10, đội các chiến tranh và đội các an ninh của nước này đã nhất trí bắt đầu các chiến dịch trên bộ. Đây là giai đoạn thứ hai của cuộc chiến với mục tiêu rõ ràng, tiêu diệt năng lực quản lý và quân sự của Hamas và đưa con tin về nhà, ông Netanyahu cho biết thêm. Ngay sau tuyên bố của người đứng đầu chính phủ Israel ngày 29 tháng 10, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công hơn 450 mục tiêu của các tay súng Hamas trong 24 giờ qua bao gồm các trung tâm chỉ huy và các vị trí phóng tên lửa chống tăng của Hamas. Những cột khói khổng lồ bốc lên trên thành phố Gaza và theo người phát ngôn quân đội, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, hàng chục tay súng Hamas đã không qua khỏi. Cùng với tuyên bố cuộc chiến chống phong trào Hồi giáo Hamas bước sang giai đoạn mới, quân đội Israel cũng cảnh báo người dân thành phố Gaza rằng khu vực này hiện là một chiến trường khi chiến dịch không kích chống lại Hamas trên lãnh thổ Palestine được tăng cường. Tờ rơi do máy bay chiến đấu Israel thả xuống ghi rõ, Thành phố Gaza đã trở thành một chiến trường và các nơi trú ẩn ở phía bắc Gaza cũng như ở thành phố Gaza không an toàn. Trong tờ rơi, quân đội Israel đồng thời kêu gọi người dân Gaza sơ tán ngay lập tức về phía nam. Về phần mình vào ngày 29 tháng 10, ông Hagari cũng cho biết các hoạt động trên bộ đang được tăng cường, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi người dân Gaza di chuyển về phía nam và ở đây họ sẽ được tiếp cận tốt hơn với thực phẩm, nước và thuốc men. Theo người phát ngôn quân đội Israel, đây là một vấn đề cấp bách.